Xin được kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của Mark Home. Và ngày hôm nay thì tôi lại có mặt ở đây để giới thiệu tới quý vị và các bạn những mẫu nhà đẹp do đội ngũ Mark Home thiết kế và thi công trọn gói. Trước khi đến chi tiết mẫu nhà ngày hôm nay thì như thường lệ, mời quý vị và các bạn chúng ta cùng xem intro cũng như quảng cáo chương trình. Mark Home, hệ thống thiết kế thi công trọn gói số 1 tại Việt Nam. Với hơn 10 năm hình thành và phát triển, Mark Home đã có hơn 40 chi nhánh, nhà phân phối tại khắp các tỉnh thành. Mark Home luôn lên tiên phong về xây dựng đội ngũ thợ thi công tay nghề cao, giám sát được đào tạo bài bản, chuyên nghiệp. Mark Home là đơn vị duy nhất hiện nay tự sản xuất nguyên vật liệu và công trình, nên giá thành luôn rẻ và cạnh tranh. Chế độ bảo hành nhà lên tới 15 năm, giúp chủ nhà yên tâm khi đi vào sử dụng. Mark Home, đơn vị duy nhất tại Việt Nam, có các kỹ sư nước ngoài từ Hy Lạp, Italia, Thụy Điển trực tiếp nghiệm thu giám sát công trình. Mark Home đạt giải top 50 thương hiệu nổi tiếng nhất Việt Nam, top thương hiệu sao vàng đất Việt, giải nhất cuộc thi thiết kế nhà đẹp toàn quốc và là top thương hiệu được nhiều người yêu thích. Đơn vị duy nhất hiện nay hỗ trợ khách hàng vay vốn ngân hàng lên tới 75% tổng giá trị công trình, nên việc xây nhà với Mark Home dễ dàng hơn bao giờ hết. Nhanh tay liên hệ Mark Home qua số hotline 096 445 8888 hoặc 0828 133 333. Mark Home, giá trị tạo nên thương hiệu. Ngoài kênh chính thức YouTube của Mark Home thì chúng tôi còn có fanpage cũng như là website. Quý vị và các bạn có thể truy cập vào Facebook là mang tên là Công ty Cổ phần Kiến trúc và Xây dựng Mark Home với hơn 42.000 lượt thích và 44.000 lượt theo dõi. Ở đây thì chúng tôi cũng đăng tải rất nhiều mẫu nhà cũng như là những chương trình ưu đãi hấp dẫn dành cho quý vị. Như là nhân dịp năm mới 2022 xuân Nhâm Dần thì chúng tôi còn có chương trình là nhà mới quà tới và Tết vui phơi phới. Chúng tôi sẽ giảm giá 100% chi phí thiết kế khi quý vị và các bạn đăng ký gói thi công, hay là giảm 10% chi phí thiết kế khi quý vị và các bạn chúng ta ký kết hợp đồng online, chiết khấu từ 3 đến 5% với những hợp đồng mà chúng ta đăng ký gói thi công trọn gói trước 3 đến 8 tháng quý vị nhé. Mọi chi tiết thì quý vị vui lòng liên hệ tới các số điện thoại hotline của công ty là 096 445 8888 hay là 0828 13333 để nhận được những tư vấn. Quý vị và các bạn cũng có thể đón xem những mẫu nhà của Mark Home ở website là thietkethicongtrongoi.com. Ở đây thì chúng tôi đã đăng tải rất nhiều những mẫu nhà mà chúng tôi đã thiết kế và thi công cho rất nhiều các gia đình. Quý vị và các bạn yêu thích mẫu nhà nào thì hãy click vào link và chúng ta có thể đón xem những cái mẫu nhà cũng như là những cái mẫu thiết kế mà chúng tôi đã để những các bản vẽ trên đấy quý vị nhé. Quý vị cũng có thể tra cứu về thông số thước lỗ ban, hay là quý vị cũng có thể tra cứu những cái thông tin về cách làm móng, làm mái như thế nào thì chúng tôi cũng đã tổng hợp hết ở trên website. Trở lại mẫu nhà ngày hôm nay thì tôi sẽ giới thiệu tới quý vị và các bạn một mẫu nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại đặc trưng trong các thiết kế của Mark Home cho chúng tôi thiết kế cho gia đình anh Huỳnh Văn Tâm, có địa chỉ tại Dinh Bà, Tân Hộ Cơ, Tân Hồng, Đồng Tháp quý vị nhé. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi đến về phần ngoại thất của công trình. Với mỗi một ngôi nhà hiện nay thì quý vị và các bạn yêu cầu rất cao về vấn đề ngoại thất, bởi vì một ngôi nhà của chúng ta không chỉ là nơi che mưa che nắng nữa đúng không ạ? Nó còn là nơi chúng ta có thể là khoe được tính cách, khoe được sở thích cũng như là niềm tự hào của mình. Ở đây thì với những cái yêu cầu của gia đình như vậy cho nên là chúng tôi đã quyết định thiết kế cho gia đình một ngôi nhà 2 tầng mái Nhật mang phong cách hiện đại đặc trưng trong các thiết kế của Mark Home nhưng vô cùng nổi bật quý vị nhé. Đầu tiên thì quý vị có thể nhận thấy được những cái phần mái ngói màu xanh nó kết hợp cùng với những cái phần vật liệu như là vật liệu đá hay là vật liệu sơn hay là gạch ốp chân tường thì đều vô cùng là nổi bật. Quý vị có thể nhận thấy được những cái hình khối mà chúng tôi đã sử dụng cho ngôi nhà này đều là những cái phần mặt phẳng, nó sẽ tô điểm cái đường nét hiện đại của chúng ta. Chúng ta sẽ không làm nhập nhằng những cái phong cách cổ điển hay là những cái phong cách hiện đại như thế thì nó sẽ không tổng hòa lên cái màu sắc cũng như là phong cách của ngôi nhà này. Chúng tôi sẽ sử dụng nhiều những phần mặt phẳng như quý vị thấy, nhất là những cái phần cột chúng ta sẽ sử dụng nhiều hơn những cái phần mặt phẳng và mặt vuông, những cái ô vuông chìm như thế này, và hoàn toàn chúng ta ốp những cái phần gạch đá và gạch thẻ, và khi mà chúng ta sơn lên thì tổng hòa cái ngoại thất của ngôi nhà này sẽ cực kỳ đẹp quý vị nhé. Phần cửa chính thì chúng tôi vẫn sử dụng chất liệu quen thuộc là gỗ lim Nam Phi, còn những phần cửa sổ cũng như là những cái phần cửa ở trên ban công khu vực tầng 2 đấy thì chúng tôi sử dụng là nhôm sinh pha. Hiện nay thì nhôm hệ đã quá thông dụng với các hộ gia đình hiện nay rồi, bởi vì tất cả những cái đặc tính ưu việt của nó so với gỗ tự nhiên và kể cả về phần giá thành đã làm cho các chủ đầu tư cũng như là làm cho các gia đình của chúng ta đã thiên về những cái phần vật liệu mới hiện nay rồi. Và khi mà những cái khu vực trang trí của chúng ta sẽ kết hợp những cái phần trang trí bằng gạch thẻ, đá thẻ cũng như là những cái phần gạch được ốp giả gỗ thì nó cũng sẽ tổng hòa lên cái ngôi nhà này màu sắc cực kỳ đẹp mắt quý vị nhé. Với những cái phần mái Nhật thì quý vị có thể thấy được những cái phần mà chúng tôi đã gen 3D ở bên trên, chúng tôi đã thể hiện rất là chi tiết. Với cái độ dốc mái rất là vừa phải đúng không ạ? Và chắc chắn rồi, khả năng thoát nước mưa cũng như là khả năng chống nóng rất là tốt. Và hiện nay thì trên thị trường có rất nhiều các loại ngói như là ngói Romantic, ngói Prime, ngói Viber hay là ngói Fuji, thì là những cái loại ngói có khả năng chống chịu về thời tiết rất là tốt.
Về phần ngoại thất của công trình, nó giống như một lớp áo vậy. Khi chúng ta khoác một lớp áo của chúng ta có cái chất lượng tốt thì công trình của chúng ta sẽ bền màu. Và đảm bảo với công trình chúng tôi phối như thế này thì rất lâu sau nữa thì công trình của quý vị và các bạn mới lỗi mốt so với thời gian được. Những cái phần ở trên tầng 2 thì chúng tôi cũng khéo léo bố trí những cái khu vực lam bê tông, và chắc chắn chúng ta sẽ sử dụng những cái phần kính cường lực ở bên trên để trang trí cho khu vực sảnh trước. Ở khu vực ban công chúng ta có thể làm thêm những cái phần giỏ hoa ở đằng trước. Khu vực ở phòng ngủ thì chúng ta cũng sẽ làm những cái ban công để trồng hoa cũng như là trồng cây để tạo cái không gian rất là xanh mát. Và khi nhìn từ ngoài ngôi nhà vào thì ngôi nhà của chúng ta rất là nổi bật, đúng không ạ? Chúng ta sẽ đi sơ qua một chút về những cái phần mặt bằng của công trình ở bên ngoài nhé. Chúng ta cũng sẽ sử dụng bằng cái phần bờ tường được sắp sơn tĩnh điện, quý vị nhé. Cái việc sử dụng này như thế này thì làm cho cái không gian của chúng ta nó rất là thông thoáng. Và ngoài ra thì hiện nay tất cả những ngôi nhà của chúng ta hầu như là đã có camera an ninh rồi, cho nên là tôi nghĩ quý vị và các bạn chúng ta hoàn toàn có thể yên tâm sử dụng những cái vật liệu mới hiện nay. Và những cái khu vực bờ tường thì chúng ta lưu ý là luôn luôn cần cái độ thoáng căn nhà, cho nên là chúng ta đừng xây những cái bức tường đặc nhé. Quý vị các bạn cũng có thể sử dụng những cái phần bức tường được sử dụng bằng sắt sơn tĩnh điện kết hợp, hoặc là chúng ta có thể sử dụng bằng những cái phần vách lam bê tông. Làm sao cho cái ngôi nhà của chúng ta nó vẫn nổi bật, vẫn đảm bảo sự an toàn mà chúng ta không mất đi cái độ thoáng cho cái ngôi nhà của chúng ta, đúng không ạ? Về phần mái thì quý vị lưu ý một chút là những cái phần đường mái ở bên trên, nếu như nhà của chúng ta tiết hay tiết giáp. Rồi một phần lưu ý nữa đó chính là những cái đường mái ở bên trên này. Nếu mà ngôi nhà của chúng ta tiếp giáp với những nhà bên cạnh mà chúng ta lo lắng về việc mà mái ngói của chúng ta sẽ chĩa sang nhà bên cạnh, hoặc là khi trời mưa thì nước mưa sẽ hắt sang nhà bên cạnh, đúng không ạ? Thì chúng ta hoàn toàn có thể làm bằng những cái đường nước thu hồi như này, và chúng ta sẽ cố gắng là thu hồi ở những cái phần đầu dốc cuối, mà ngôi nhà của chúng ta sẽ vẫn đẹp và chúng ta cũng không lo lắng về cái việc là cái mái ngói của chúng ta nó sẽ chĩa sang những không gian xung quanh, đúng không ạ? Vừa rồi sơ qua về phần ngoại thất, bây giờ thì mời quý vị và các bạn chúng ta cùng đến với bản vẽ của ngôi nhà này nhé, để xem ngôi nhà được bố trí công năng ra làm sao và diện tích như thế nào. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đến với phần mặt bằng định vị đây ạ. Với phần hoa gió là phía bắc thì ngôi nhà này từ phần sảnh chính thì quý vị có thể nhận thấy sẽ quay về hướng tây bắc, đúng không ạ? Và chúng ta sẽ có những cái phần đường đi ở phía đằng sau đây ạ. Chúng ta sẽ luôn luôn để những cái phần để làm khu vực sân sau cũng như là những khu vực sân ướt, nó vừa tạo độ thoáng và vừa giúp cho gia đình rất là thuận tiện mỗi khi sử dụng. Đây, hai nhà hàng xóm ngay bên cạnh đây, khuôn đất của gia đình rất là vuông vắn, đúng không ạ? Rồi bây giờ chúng ta sẽ đi sâu hơn về ngôi nhà nhé, ngôi nhà chính về cái phần diện tích xây dựng của chúng ta. Quý vị lưu ý một chút là bao giờ chúng ta cũng sẽ có phần diện tích xây dựng nó sẽ lớn hơn diện tích sử dụng, đúng không ạ? Phần diện tích xây dựng là vị trí là phần mà chúng ta sẽ cần phải tính vào công thợ, còn phần diện tích sử dụng là phần diện tích mà chúng ta sử dụng thông thủy trong ngôi nhà. Chúng ta lưu ý những vấn đề này để sau này khi mà quý vị và các bạn khi xây xong nhà thì chúng ta có thể quyết toán được với các đơn vị cũng như là quyết toán được với thợ, quý vị nhé. Ngôi nhà của chúng ta với chiều rộng là 8,2m và chiều sâu là 13,2m, với diện tích đâu đó là 108m2 một mặt sàn, thì chúng tôi đã bố trí công năng như quý vị và các bạn có thể nhận thấy ở trên hình. Đầu tiên thì chúng ta sẽ đi từ khu vực sảnh chính vào đến khu vực phòng khách. Phòng khách thì có diện tích là 25m2. Quý vị để ý một chút là chúng tôi sẽ luôn bố trí những cái phần cửa sổ rất là rộng ở khu vực phòng khách nhé, phía sau nhà, bên cạnh khu vực sảnh chính, đúng không ạ? Và với diện tích phòng khách như thế này thì hoàn toàn là đầy đủ cho cái nhu cầu tiếp khách của gia đình. Chúng ta có thể là kê một bộ bàn trà, bộ sofa, chúng tôi để những cái kích thước rất là hợp lý rồi. Chúng ta sẽ đi qua khu vực cầu thang để vào khu vực phòng bếp. Phòng bếp này thì có diện tích là 20,5m2. Hơi tiếc ngôi nhà này một chút là chúng ta sẽ không thể nào mà chúng ta bố trí khu vực sảnh phụ ở ngay bên hông của ngôi nhà được, bởi vì diện tích đất không có, cho nên là chúng tôi đã quyết định là bố trí khu vực cửa đằng sau của ngôi nhà, đó chính là khu vực sân ướt. Ví dụ như khi mà chúng ta vào nhà, chúng tôi sẽ vẫn luôn để những cái khu vực mà chúng ta có thể là đi lại ở trong những cái không gian của chúng ta. Hai phòng ngủ thì có diện tích rất là rộng và thoải mái. Phòng ngủ đầu tiên thì có diện tích là 19,6m2. Đây là một phòng ngủ master cực kỳ là tuyệt vời, với một nhà vệ sinh khép kín bên trong rộng 4m2. Với phòng ngủ như thế này thì chúng ta hoàn toàn có thể dễ dàng bố trí được khu vực giường ngủ, đúng không ạ? Tủ quần áo cũng như là kệ tivi. Ngoài ra thì chúng ta cũng sẽ có phòng ngủ số 2 cũng rất là rộng, với diện tích là 16,65m2. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có một nhà vệ sinh chung ở khu vực tầng 1 ở bên ngoài đây, với diện tích là 4m2. Rồi đó là một số những cái phần công năng về khu vực ở dưới tầng 1. Bây giờ thì chúng ta sẽ lên đến khu vực tầng 2. Khu tầng 2 của chúng ta sẽ được bố trí với 3 phòng ngủ, 1 phòng thờ và 2 khu vực vệ sinh. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến vị trí phòng thờ. Đầu tiên thì với những vị trí phòng thờ thì chúng ta luôn nên đặt với những cái
Đầu tiên thì với vị trí phòng thờ thì chúng ta nên đặt ở những cung tốt đúng không ạ? Tọa cát, hướng cát, như quý vị thấy ở đây thì ở bên dưới của chúng ta sẽ không có phòng ngủ hay là khu vực nhà vệ sinh đúng không ạ? Đây là những điều rất là kỵ trong phong thủy. Thì căn nhà này đã đáp ứng được rồi, đằng trước cũng có một phần ban công khá là rộng rãi để giúp cho gia đình mang được nhiều sinh khí, mang được nhiều tài lộc. Tiếp theo thì sẽ là ba khu vực phòng ngủ. Phòng ngủ đầu tiên thì có diện tích là 18,5m2. Tất cả những phòng ngủ trong căn hộ này đều rất là rộng rãi và thoải mái nhé. Gia đình ưu tiên rất là nhiều cho không gian riêng tư. Phòng ngủ số 3 thì có diện tích là 19,6m2, cũng có một nhà vệ sinh ở bên trong phòng, một phòng ngủ master khép kín. Và phòng ngủ số 4 thì với diện tích là 16,65m2, giống như vị trí ở tầng 1 vậy, chúng ta cũng sẽ có một nhà vệ sinh với diện tích là 4m2 nhé. Với ngôi nhà này thì khu vực sân ướt cũng chính là khu vực mà chúng ta có thể là sử dụng làm sân phơi luôn, để tạo cái sự thuận lợi cho gia đình. Ok, bây giờ thì chúng ta sẽ đi tiếp về phần mặt đứng của công trình này. Đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần chiều cao của công trình. Với mỗi công trình thì chúng ta sẽ quan tâm đến cái độ hoàn thiện cũng như là những cái hình khối của ngôi nhà sẽ có được cân đối hay không. Với rất nhiều các ngôi nhà, bởi vì chúng ta không có thiết kế cho nên là khi mà chúng ta xây xong nhìn ngôi nhà của chúng ta nó rất là mất cân đối. Cho nên là với những cái hình khối này thì sẽ làm ngôi nhà của chúng ta nó nhìn rất là bề thế, nó đẹp ở mọi góc cạnh cũng như là mọi hình khối. Bởi vì tất cả các kiến trúc sư của mọi home của chúng tôi thì đều được đào tạo qua những trường lớp như là trường đại học xây dựng, như là trường đại học kiến trúc, để làm sao đảm bảo khi mà thiết kế ngôi nhà của quý vị các bạn nó sẽ rất là đúng với tỷ lệ. Từ khu vực sân lên đến khu vực cốt 00 của chúng ta là 750mm, nó sẽ tương ứng với hệ bậc ngũ cấp. Ngũ cấp thì cũng tượng trưng cho 5 hệ, đó chính là kim, mộc, thủy, hỏa, thổ đúng không ạ? Sẽ tượng trưng cho 5 yếu tố ngũ hành tương sinh tương khắc và giúp cho những ngôi nhà của chúng ta nó được vững chãi và bề thế. Và cái việc sử dụng hệ bậc ngũ cấp sẽ giúp cho công trình của chúng ta nó cao hơn, và sau này chúng ta sẽ không lo lắng về việc là nếu nền đường có tôn lên thì làm ngôi nhà của chúng ta thấp đi và nước mưa có thể là chảy vào trong ngôi nhà của chúng ta đúng không ạ? Với chiều cao của tầng 1 là 4,1m, chiều cao của tầng 2 là 3,6m, chiều cao của mái là 2,5m và tổng chiều cao của ngôi nhà này là 10,9m. Những cái chiều cao rất là hợp lý đúng không ạ? Để giúp cho gia đình rất là thoải mái. Với những chiều cao như thế này thì hoàn toàn đảm bảo một ngôi nhà của chúng ta nó rất là cao, thoáng và sang trọng đúng không ạ? Và tiếp theo thì chúng ta sẽ quan tâm một chút cho tôi về phần những cái phần thông số cửa. Một ngôi nhà của chúng ta cao đẹp và khi mà chúng ta sử dụng thì nó vẫn phải đảm bảo cái sự lưu thông không khí đúng không ạ? Sự thuận tiện, ánh sáng của căn phòng cũng là điều rất là quan trọng bên cạnh cái việc mà chúng ta sử dụng và lựa chọn nội thất như nào. Ngôi nhà này của chúng ta thì đầu tiên thì chúng ta sẽ quan tâm đến phần sảnh chính. Thì với phần cửa ký hiệu là D1 của chúng ta thì sẽ có kích thước là 2m7 x 2m7 đúng không ạ? Phần cửa sổ cũng rất là rộng, chúng tôi luôn có những thiết kế rất là đặc biệt cho phần cửa của gia đình. Bởi vì những ngôi nhà của Mark Home so với rất nhiều các ngôi nhà mà chúng tôi đã tham quan rồi, nó sẽ rất là nổi bật với những cái phần cửa rất là thông thoáng. Với kích thước là 2m2 x 1m8, những phần cửa đi của chúng ta là 9/30 x 2m4, hay là phần cửa phụ ở phía phòng bếp là 1m8 x 2m7. Khu vực phòng ngủ cũng có kích thước rất là rộng là 2m2 x 1m8. Ở trên tầng 2 cũng như vậy, khu vực cửa sổ phòng 1 là 2m2 x 1m8, khu vực cửa ở khu vực phòng thờ là 2m7 x 2m7. Với mỗi một hồ sơ của Mark Home thì sẽ rất là đầy đủ từ phần hồ sơ kiến trúc, hồ sơ kỹ thuật, hồ sơ kết cấu, hồ sơ điện nước cũng như là phần dự toán. Cho nên quý vị và các bạn hoàn toàn có thể yên tâm, một bộ hồ sơ của Mark Home sẽ đầy đủ và rất là dễ hiểu cho chúng ta, có thể là kể cả chúng ta cũng không có nhiều kiến thức về xây dựng, chúng ta hoàn toàn dễ dàng có thể đọc bản vẽ. Ở đây thì quý vị để ý một chút về phần hồ sơ điện thì chúng tôi đã bố trí những cái phần như là phần đèn, phần điện đúng không ạ? Ở đây thì sẽ cho chúng ta biết được là ngôi nhà này sẽ sử dụng hệ trần thạch cao và sử dụng đèn LED downlight, cho nên chúng tôi đã bố trí những đường điện rất là hợp lý để làm sao chúng ta cung cấp đầy đủ ánh sáng cho toàn bộ căn phòng của chúng ta. Rồi tiếp theo thì tôi sẽ giới thiệu sơ qua cho quý vị và các bạn về phần hồ sơ kết cấu của công trình này. Với mỗi một công trình thì chúng ta sẽ cần có những cái biện pháp thi công khác nhau để vừa đảm bảo cho công trình của chúng ta kết cấu được bền vững mà vừa đảm bảo cho gia chủ của chúng ta tiết kiệm được phần chi phí. Và chúng tôi sẽ luôn tối ưu những phần chi phí cho gia chủ và đảm bảo cái kết cấu của công trình được bền vững nhé. Chúng tôi cũng luôn bảo hành cho công trình của mình. Với công trình này thì sau khi tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng khuôn đất, với mỗi một công trình của Mark Home thì đều có đội ngũ kiến trúc sư cũng như là tư vấn viên trực tiếp về chân công trình. Quý vị nhá, phải trực tiếp về chân công trình, chúng ta tiến hành đo đạc khảo sát sử dụng những thiết bị hiện đại như hiện nay, như là máy bay flycam, thiết bị quan trắc. Và sau khi tiến hành khảo sát, đo đạc hiện trạng khuôn đất và bàn bạc với gia đình thì chúng tôi đã quyết định sử dụng cho ngôi nhà này phương án đó chính là ép cọc.
Với mỗi một công trình khi bắt đầu khởi công, phần quan trọng nhất bao giờ cũng là phần móng, tiếp theo sẽ là phần mái đối với phần kết cấu. Ở trên bản vẽ thì chúng tôi cũng đã ký hiệu rất là chi tiết về số lượng cọc cũng như là khoảng cách các cọc chúng ta ép như thế nào. Khi thi công một công trình thì phần móng luôn là phần vô cùng quan trọng, và quý vị và các bạn, nhất là đối với móng cọc thì chúng ta cần quan tâm cho tôi. Đầu tiên là cái phần vị trí các cọc như thế nào và số lượng cọc, và ngoài ra thì chúng ta cũng cần quan tâm đến cái công trình thực tế khi mà chúng ta ép mẫu như thế nào để đảm bảo công trình. Và điều đấy sẽ chỉ có được khi có sự kết hợp nhuần nhuyễn giữa đội thi công thực tế và bản vẽ để làm sao chúng ta được ra được một công trình tuyệt vời nhất. Ở trên bản vẽ thì chúng tôi cũng đã thể hiện rất là chi tiết những cái điều tôi vừa nói, và ngoài ra thì những cái phần ghi chú, những phần lưu ý là những phần vô cùng quan trọng mà quý vị các bạn chúng ta cần để ý nhé. Với tất cả các công trình thì chúng tôi cũng đều có những cái bảng thống kê về khối lượng bê tông cốt thép để làm sao chúng ta dự trù được những cái phần vật liệu và kinh phí của mình. Với mỗi một công trình mà chúng ta dự toán tốt thì sẽ hoàn toàn giúp cho gia đình có thể tiết kiệm được rất nhiều chi phí. Và với Mac Home, một đơn vị có rất nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng, thì sẽ giúp cho quý vị và các bạn hạch toán cũng như là sử dụng và xây dựng trọn gói cho công trình của mình với giá thành tốt nhất. Và vừa rồi thì tôi đã giới thiệu về bản thiết kế của gia đình anh Tâm có địa chỉ tại Đồng Tháp. Và nếu quý vị yêu thích những thiết kế của Mac Home hoặc là mong muốn Mac Home thiết kế cho căn nhà của quý vị, thế đừng ngần ngại liên hệ với chúng tôi, đội ngũ kiến trúc sư và tư vấn viên của Mac Home sẽ luôn tư vấn cho quý vị một cách tận tình nhất. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình cũng đã kết thúc. Xin kính chào và hẹn gặp lại quý vị ở các video tiếp theo.